bạn hai cái loại ngải có tác dụng rất là tuyệt vời ở trong đông y. Loại ngải thứ nhất đó là củ ngải ngải trắng hay là gọi là ngải chống độc, và củ ngải thứ hai là củ ngải đen. Thì củ ngải đen này thì nó cũng có tác dụng chống độc, nhưng mà cái tác dụng chống độc nó sẽ thấp hơn củ ngải trắng. Củ ngải đen này thì tác dụng của nó là trị về khối u và bao tử và liền da. Còn củ ngải trắng thì có tác dụng chống những cái chất độc từ phía bên ngoài xâm nhập vào cơ thể và giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể trong cái giai đoạn mà có nhiều nhiều dịch bệnh hay là có nhiều mầm bệnh hoặc là những cái mùa mưa. Thì mình dùng ngải trắng này kết hợp với ngải chống độc để chống bệnh từ phía ngoài vào hoặc là phía trong cơ thể ra thì nó rất là tốt. Thì đặc điểm của cái củ ngải trắng, ngải chống độc này thì nó sẽ dài, phần vỏ của nó thì có màu màu ngà ngà giống như là màu ngà voi, và cái mầm nó sẽ mọc phía trên đỉnh, nó sẽ phát từ đây nó sẽ phát triển ra một cái cây cây mới. Còn đối với cái củ này, cái củ mà mình mới đào về thì nó chưa có mầm, thì nó cái dạng này nó có dạng đốt giống như là đốt tre, có từng đốt từng đốt. Nó nhìn thì sơ qua thì nó giống củ gừng, nhưng mà cái ngải chống độc này thì nó ít phân nhánh, nó sẽ thường nó sẽ dạng thẳng, thỉnh thoảng thì nó sẽ phân một một hai cái nhánh con. Và cái màu khi mà mình bẻ cái củ này ra thì nó sẽ có màu màu trắng ngà, và cái hơi của nó thì hơi nồng thôi, và mình cho vào miệng thì nó có cái độ cay nhẹ, nó không như gừng. Nên là thường cái củ này thì người ta ít dùng làm gia vị mà người ta dùng làm một cái vị thuốc, bởi vì cái tác dụng của nó là khi dùng vào thì cái vị cay nó ít, và nó đi vào máu thì nó giúp cơ thể mình chống lại một số cái vi khuẩn virus từ bên ngoài xâm nhập vào, và nó giúp chống độc. Thì những người mà đi rừng thì họ thường bỏ túi theo 1 đến 2 củ ngải này, và họ cắt một một lát mỏng và họ ngậm thì sẽ chống được hơi độc của khí rừng. Còn bên phía này là cái củ ngải đen. Củ ngải đen thì cái kích thước nó so với củ ngải chống độc thì nó nhỏ hơn nhiều, nhỏ hơn và màu sắc nó cũng sậm hơn, và cái đốt nó cũng đốt của ngải với đen thì nó rõ ràng hơn, mỗi cây là một đốt. Ở đây mình đã bẻ ra rồi đây, và khi mình bẻ ra phía trong thì nó có màu đen đen than hoặc là tím than mà màu rất đậm, trồng càng lâu thì cái màu của cái phía trong này sẽ càng ngày càng đậm, và cái vị của nó là cũng cũng nồng. Nhưng mà khi mình cho vào miệng thì mình cảm nhận được cái độ cay của ngải đen này, nó vừa cay và nó vừa nhẫn, nó làm cho cái đầu lưỡi mình nó có cảm giác tê. Chính vì cái tác dụng này nên là thường cái củ ngải đen này nó có tác dụng là cái chất cay chất nồng của nó sẽ tác dụng làm cho bao tử và dạ dày của mình tiêu hóa tốt hơn. Cái nhựa của cái này nó tác dụng là làm giảm sự phát triển của những cái tế bào lạ, những tế bào về khối u, và ngăn ngừa phát triển khối u và hạn chế khối u rất là tốt. Thì nó sẽ hỗ trợ cho những bệnh nhân bị về các bệnh về u, hỗ trợ cực kỳ tốt. Thì đây là bài viết chia sẻ về cái sự đặc điểm, sự khác nhau của củ ngải chống độc và củ ngải đen. Thì cái củ ngải chống độc và củ ngải đen này thì mình có thể dùng tươi cũng được. Thường thì mình dùng tươi thì cái tác dụng của nó sẽ tốt và giữ được 100% tác dụng. Ví dụ như là đối với những bạn mà cần phòng chống bệnh thì mình có thể dùng mỗi ngày tầm khoảng một khúc ngải chống độc như thế này, là tầm khoảng 10 đến 20 gram để mình ăn tươi, hoặc là mình xay thành nước để mình uống. Nó sẽ giúp cơ thể mình hạn chế được những cái mầm bệnh tấn công và chống được độc. Thì nó cũng có tác dụng trị bao tử, nhưng trị khớp, trị liền da. Nhưng mà về cái tác dụng trị bao tử và u thì cái củ ngải đen này nó sẽ trị tốt hơn. Và ngải đen thì mỗi ngày mình sử dụng khoảng tầm 3 mắt như thế này, mình cũng chia ra mình dùng. Cách dùng thì cũng tương tự, hoặc là mình nếu mình muốn bảo quản lâu thì mình có thể dùng mình ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong kèm theo hai cái loại thảo dược này. Thì bên shop cái dược liệu bên mình chuyên cung cấp về hai cái loại là ngải đen và ngải chống độc,
cung cấp và hướng dẫn cái cách trồng cho mọi người luôn và cách chữa bệnh. Thì khi mà mình muốn trồng thì mình sẽ mua cái củ này về. Củ này là củ mới đào khoảng vài ngày thôi, 2-3 ngày vậy đó. Mình sẽ cái củ này mình mua về mình dùng á, thì mình sẽ để được rất là lâu, khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng mấy, thì nó vẫn giữ được cái tính chất của cái củ. Còn khi mà mình muốn trồng thì mình sẽ cho nó vào cái bịch ni lông như thế này và mình ủ nó. Khi mình ủ khoảng 2 đến 3 tuần thì nó sẽ ra được cái mầm, ra được cái mầm của cái củ ngải đen và cái củ ngải chống độc cũng vậy. Ở đây mình cái củ này mình đã ủ khoảng tầm 3-4 tuần rồi. Mình chọn củ giống thì mình sẽ chọn những cái củ ngắn và nó to để nó giúp cái cây mình phát triển tốt hơn. Còn khi mình dùng thì mình sẽ chọn những cái củ dài hơn, tại vì về bản chất thì hai củ này là cùng độ tuổi với nhau. Thì đây là bài viết mình chia sẻ về củ ngải trắng và củ ngải chống độc. Thì các bạn nào có mua củ ngải trắng, củ ngải chống độc, ngải đen thì liên hệ mình qua kênh nhé, và để số điện thoại phía dưới kênh để mình sẽ liên hệ lại. Hoặc là kết bạn với mình qua Zalo là 036 2644 740. Xin cảm ơn.